Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Astiba bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Các tác giả chào quý vị đến với Thời sự Thế giới sau cà phê sáng. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com hoặc là vào Facebook và YouTube, nhớ nhấn nút subscribe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một buổi sáng thứ tư trời mây mù âm u và nhiệt độ sẽ tiếp tục mát lạnh nha Thảo Yên, cả ngày luôn. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, đúng là như vậy đó. Bởi vì từ đây cho đến thứ bảy, thì quý vị thấy là coi như trung bình nhiệt độ khoảng chừng có 65 đến 67 độ là cao thôi thưa quý vị. Chính vì vậy mà bắt đầu từ 5-6 giờ chiều trở đi đó thì nhiệt độ rớt xuống khoảng từ còn có 50 mấy thôi, cho nên là chúng ta thấy là hơi lạnh, và đặc biệt là trong những ngày này đó thì cũng bắt đầu có gió nữa, cho nên là cái nhiệt độ nó thấp mà có gió nhiều cho nên là sẽ thấy lạnh nhiều. Nhưng mà bắt đầu qua đến Chủ nhật đến thứ hai thì lại thấy là nhiệt độ tăng lên 7 cho đến 8 độ lần. Chủ nhật mặc dù buổi sáng có nhiều mây nhưng mà ngày hôm đó nhiệt độ ở riêng Westminster với Garden Grove có thể lên đến 80-81 độ thưa quý vị. Vào sáng ngày hôm nay, thị trường tài chính được giới chuyên gia gọi là ngừng lại để thở sau khi chạy quá nhiều, có nghĩa là lên nhiều quá thì phải ngừng lại để thở thưa quý vị. Và những cổ phiếu trong thời gian qua, chỉ có những cổ phiếu hàng bán lẻ, và chúng tôi nhìn sơ qua thì thấy chẳng hạn như là TJ Maxx nè, GM Motor, Ross Stores, những cửa tiệm này công bố lợi nhuận ngày hôm qua đã tăng rất tốt đẹp. Điều đó mà nếu quý vị vào trong Marshall, Ross, TJ Maxx, Kohl's v.v. trong thời điểm này đó, quý vị sẽ thấy hàng dài. Nói chung là những outlet khắp nơi ở quận Cam hoặc là ở Los Angeles. Và điều đó có nghĩa là người tiêu thụ tiếp tục đi mua sắm sớm. Tuy nhiên những cổ phiếu đã có những cái mối liên hệ với du lịch và chi tiêu, chẳng hạn như là Visa, Mastercard, lại bị ảnh hưởng. Một điều đáng chú ý là Target đã không đạt được cái lợi nhuận như mọi người trông đợi. Và vì thế ngày hôm nay có thể nói rằng thị trường rất là trộn lẫn. Những công ty cổ phiếu nào đã tăng mạnh trong thời gian qua hôm nay đều giảm xuống, Dow Jones xuống 174 điểm. Không có nghĩa là có tin xấu gì cả thưa quý vị, trong thời điểm này khi mà thị trường nó lên quá thì có lúc nó phải ngừng lại. Nasdaq xuống gần 12 điểm, S&P 500 xuống hơn 6 điểm, Dow Jones bây giờ xuống 172. Thị trường châu Âu vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi vì các lệnh phong tỏa. Giờ đây không những Áo, Đức, Hà Lan vân vân, nhiều quốc gia khác như chúng tôi đã trình bày trong ngày hôm qua, có cả các quốc gia phía Đông Âu cũng bắt đầu lo ngại về làn sóng đợt dịch mới khi bước vào mùa đông. Cho nên thị trường châu Âu cũng giảm. Châu Á, Nikkei xuống 120, Hồng Kông xuống hơn 63 điểm, chỉ có Thượng Hải là lên được 15 điểm mà thôi. Còng trái phiếu tiếp tục nhích lên hơn nữa thưa quý vị, hôm nay là 1,627. Giá dầu xuống 1.26 và đây là một bản tin chúng ta cũng chờ đợi cũng khá là lâu rồi. Ai cũng hỏi chú tại sao chính phủ Joe Biden không có thúc ép khối OPEC để tăng sản lượng dầu thô. Thì bây giờ đó, các thành viên, đây chỉ là tựa đề, họ đang thảo luận. Sau khi đã nghe được tin yêu cầu từ phía Hoa Kỳ là có cách nào đó để tăng sản lượng. Lý do là vì các nguồn tiêu thụ bây giờ nó mạnh quá. Từ Trung Quốc cho đến khắp nơi trên thế giới, dân chúng mua sắm vào mùa Giáng sinh. Hoa Kỳ bị áp lực với giá xăng quá cao, nhất là ở California. Vì thế họ kêu gọi là khối OPEC
khối vùng Trung Đông, Ả Rập đó, quý vị, tăng thêm sản lượng dầu và giúp cho sản lượng dầu, chỉ cần một tiếng nói của Hoa Kỳ thôi, cũng giúp cho dầu xuống dưới 80 đô la trong ngày hôm nay. Và giá khí đốt cũng xuống theo luôn. Giá khí đốt xuống lúc này là vô cùng tốt cho châu Âu. Vàng thì ngược lại lên được hơn 11 đồng, 1.865 đồng 20 sen. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì tờ The Post đó, họ đã lấy được cái danh sách chi tiêu về cái việc mà Secret Service, an ninh đó, mà đi theo bảo vệ cho Tổng thống Joe Biden trong vòng 43 tuần kể từ khi mà ông lên nắm giữ chức vụ đó, là ông đã đi về Delaware và một số những cái căn nhà của ông trước đây, và cái việc mà Secret Service phải đi theo bảo vệ ông bây giờ đó, The Post họ tính toán ra là đã gần đến 3 triệu Mỹ Kim là tiền thuế của người dân, thưa quý vị. Thì cái việc này đó, The Post họ so sánh cho thấy là thứ nhất, ông 43 tuần vừa qua đó, ông đi về Delaware hết 21 lần, thưa quý vị. Tổng cộng 25 lần, xin lỗi quý vị, 25 lần là về Delaware, rồi có ông có một số căn nhà ở những cái nơi khác nữa, và ông đi đến một số tiểu bang khác cộng lại là 25 lần. Thì chia ra đó coi như là trung bình khoảng một tuần rưỡi, cái weekend là ông đi về Delaware hoặc là đi đâu đó để mà nghỉ. Thì khi mà ông đi thì lúc nào cũng có để nhất phu nhân đi theo rồi cả gia đình, cho nên cái tiền mà Secret Service họ phải tiêu tốn để mà đi theo bảo vệ ông đó, nó đã lên đến con số gần 3 triệu thưa quý vị. Là bởi vì thứ nhất, phía Secret Service họ phải đưa ra khi mà báo chí họ hỏi, đó là bởi vì theo như cái đạo luật nó gọi là Freedom of Information Act đó, thưa quý vị, báo chí họ tự do thông tin. Dạ vâng, thì đây không phải là những cái tin tức gì bí mật cả, nhưng mà bình thường đó thì tòa bạch ốc không bao giờ họ đưa ra, nhưng mà nếu báo chí hỏi thì họ bắt buộc phải đưa. Và tờ The Post họ nói rằng cái con số này đó chưa có hết, thưa quý vị, nghĩa là còn 9 cái trip mà gần đây nhất nữa chưa có được cộng vào trong cái danh sách này, cho nên là sẽ còn tăng thêm nữa. Và đặc biệt đó, đây chỉ là cái số tiền chi tiêu của Secret Service thôi, là khi mà Tổng thống mà đi về Delaware thì Secret Service họ phải thuê khách sạn cho những người an ninh này, mật vụ họ ở, rồi mật vụ đi di chuyển bằng cái gì đó, tất cả đều phải chi tiêu hết. Rồi chưa kể đó là phía tòa bạch ốc đó, họ còn cho biết đó là tổng thống khi mà đi đó sử dụng Air Force One nữa, thưa quý vị, thì cái chi tiêu ở Air Force One chưa có được công khai nữa, cho nên là cái con số này nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì tờ The Post họ nói rằng chỉ trong vòng 43 tuần qua, Tổng thống Joe Biden đã đi nghỉ 25 cái trip cộng lại là 77 ngày. So với thời của ông Trump trước đây đó, trong vòng 4 năm ông cầm quyền thì ông đi mới có 99 ngày thôi. Nghĩa là bây giờ Tổng thống Joe Biden lên chỉ mới có một năm đầu thôi, đi gần sắp xỉ bằng ông Trump ngày xưa rồi. Và bên cạnh đó thì có một số người họ cũng chỉ trích đó là cái việc là Tổng thống Joe Biden trong thời gian gần đây đó liên tục đưa ra cái khuyến cáo về biến đổi khí hậu vân vân, nhưng mà cái việc ông đi quá nhiều, mà mỗi lần ông đi đó là ông sử dụng cái Air Force One thì nó sẽ tiêu tốn cái nhiên liệu, thì và đi không có cần thiết như vậy. Tờ Post họ cũng công nhận đó là so với cái thời của cựu chính quyền trước ông Trump đó, ông Trump cũng đi khá nhiều, nhưng mà thời của ông Obama rất ít khi đi, thưa quý vị, cho nên cái việc mà Tổng thống Joe Biden liên tục kêu gọi là mỗi một người cần phải làm cái part của mình, sử dụng nguyên liệu sạch vân vân, nhưng mà trong khi bản thân ông cứ khoảng một tuần rưỡi là ông lại đi một lần, thì nó không có được nhiều người ủng hộ lắm. Và mỗi khi Tổng thống lên thì chúng ta lại thấy cái vấn đề tìm kiếm, việc mà họ đánh golf, đi chơi xa hoặc là đi di chuyển ở các nơi đều được tính toán để thêm cái chi phí của mỗi một vị Tổng thống là bao nhiêu. Ông Obama đi đánh golf như thế nào, đến thời Tổng thống Trump đánh golf như thế nào, ông Biden thì ông
không đánh golf, cho nên bây giờ nói tôi không đánh golf thì tôi về nhà thăm cháu. Ông có nhiều cháu quá, và đó là lý do ông thường xuyên và từ Washington DC về với Delaware rất là gần, thưa quý vị. Ngày hôm nay các tin tức liên quan đến COVID lại một lần nữa được khuyến cáo ở khắp nơi, có ít nhất 8 người chích ngừa đầy đủ mà vẫn bị nhiễm COVID-19, và trong một nhà dưỡng lão, đây là tin tức buồn nhất, bởi vì con cái, nghĩa là tóc thúc, bố mẹ hoặc là ông nội, bà nội chích ngừa thì họ đồng ý chích ngừa, và chúng ta cũng thấy phần lớn những nhà, những viện dưỡng lão ở khắp nơi đều đã được chích ngừa rồi. Một trong những nơi đang bị ảnh hưởng đó là nhà dưỡng lão Greer Village Senior Community. Tương tự như ở rất nhiều các viện dưỡng lão, Greer Community này nằm ở tiểu bang Connecticut và hiện nay đang bị lây nhiễm. Nhưng mà trong số những người lây nhiễm này đó, có kể cả những nhân viên của viện dưỡng lão này nữa. Cho nên các chuyên gia y tế cũng như cơ quan y tế ở các nơi đưa ra các khuyến cáo này. Thêm những cái bản tin để cho thấy rằng một số các tiểu bang bây giờ lại có trường hợp lây nhiễm cao, và họ đang lo sợ mùa đông này sẽ có thêm một trận đại dịch mới nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gần mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dâu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.